Ok, và xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay mình làm một cái map, nó gọi là map sinh tồn trên một blog nha các bạn. Thì mình thấy anh Tiến chơi cái map bên Minecraft hay quá nên là mình đi mò mẫm tìm muốn nát cái thư viện luôn, mới tìm được một cái map này. Map này cực kỳ hay nha các bạn. Mình chưa thấy map này hay bằng map này đâu. Map này nó có một cái mình rất là thích, đó chính là thoát ra vào lại nó vẫn cho chúng ta như thường, chứ không phải giống như lúc mới bắt đầu nha. Đây, đây là lúc mới bắt đầu không có gì nha. Phía sau có cái rương này. Để mình thử kích vô đây nha. Mình sẽ lấy hết đồ trong đây ra và mình out game, mình vô lại nó sẽ không bị mất đồ, nó như là lúc chúng ta vừa mới thoát ra vậy đó. Đây, chúng ta sẽ lấy ra nè. Cho chúng mới bắt đầu thì cho chúng ta đất này, cà rốt, khoai tây, hạt giống, bánh mì. Nói chung là những thứ cơ bản để chúng ta sinh tồn thôi. Bây giờ mình sẽ ra vào thoát ra và vào lại cho các bạn xem nè. Đây. Bây giờ mình sẽ vô lại nha. Đồ vô lại nè. Đồ vẫn còn nguyên nha các bạn. Chúng ta đã rớt. Cái này rớt thì chúng ta sẽ không bị mất đồ nha các bạn. Đấy. Chúng ta sẽ không bị mất đồ gì hết nha. Đây đồ vẫn còn nguyên. Rồi đây có cái cây để mình qua cái cây mình gọi là có cái cây bắt cầu của cái cây ra. Mình đang rất hứng thú để chơi cái map này, mình vừa mới tải và mình thử nghiệm một số thứ thôi các bạn. Đó chính là cái thứ nhất, thời gian nó phải vô hạn các bạn. Nó không có giới hạn thời gian và chết sẽ không mất đồ. Ô cái rương này. Map này là đạt tiêu chuẩn của mình luôn. Ô có hạt giống này, phân này. Đây là để chúng ta farm gỗ hay gì đó các bạn. Ok, mình chặt thêm cục gỗ nữa để mình làm bàn chế tạo, mình chế tạo cái rìu mình chặt các bạn. Bởi vì chặt cây thôi. Chặt được kìa. À được rồi. Ok, cây này hơi ngắn nên là hơi ít gỗ các bạn. Ở đây chặt không biết gỗ nó có văng đi mất của mình không nữa. Tới không? Tới luôn rồi, văng mất một cục rồi đó các bạn ơi. Rồi văng hết hai cục. Ok, để mình sẽ chế tạo thành thành que để mình chế tạo cho mình một cái cuốc. Rồi hết đá rồi, không chế được cái xẻng rồi các bạn ơi. Thôi mình thấy xung quanh đây khá là nhiều cây cho nên là cũng không có phải là lo gì hết. Ồ, cái này nó mới gắt. Ôi chết mình rồi các bạn ơi. Mình đã có một pha chơi ngu rồi. Ồ, à mình sẽ qua cái đảo cái bên này xem có cái gì nha các bạn. Có một cây nấm này. Chúng ta được một cây nấm ở dưới đây xem có rương không nào. Ồ, có rương, đá. Ồ, lava. Lava nó làm chi nhiều gì. Thôi kệ đi, mình lắp cái lỗ này lại luôn. Ok, mình sẽ cất một cái rương này nha, mình lấy thêm một xô lava thôi đó. À dễ dễ có xẻng rồi các bạn ơi. Ồ không có que. Ồ mình nhớ có que mà, cắt hết gỗ rồi. Kệ nó. Ồ cát cũng mềm mà dễ xúc, mình tưởng không xúc được chứ. Ồ có rương nữa nè, xô nước. Ồ mình sẽ làm mấy phong đá để mà mình đi bắt đầu mình đi các bạn. Nhưng mà đây đất nó nhỏ quá các bạn ơi, không làm mấy farm được. Đây ra cũng hơi khó ha. Giờ mình sẽ cố gắng hết sức. Làm cái gì đây trời. Mình hiện tại vẫn chưa biết là làm cái gì. Đây cơ bờ lốc đất này. Ok mình sẽ bắt đất ra nha. Ok thì mình vừa làm xong cái máy farm đá và farm được vài cục đó, thì trời tối rồi các bạn. Bây giờ là 17 giờ rồi nhưng mà chưa có giường đi ngủ. Chết rồi các bạn ơi, không có giường đi ngủ thì phải làm sao đây. Mà mình thấy xung quanh đây không có con cừu nữa hết. Thôi chết rồi. Tối nay mình phải sống trong bóng đêm sẽ rồi ơi. Chiêu rồi, chiêu rồi. Thôi chắc là đêm nay mình sẽ ngồi đây mình đào đá thôi. Ok, bây giờ là 3 giờ sáng nha các bạn. Ở đây xung quanh quái quá trời luôn các bạn. Mình lấy lava mình gọi là mình đổ ra đó các bạn. Cho nó sáng cho quái không xuất hiện này. Đó, xung quanh mình không có quái nhưng mà ngoài kia quái quá trời luôn. Và ngoài kia mình thấy có một cái căn nhà gì đó các bạn ơi. Căn nhà hay cái gì sáng sáng ngoài kia đó. Mình thấy hơi lạ lạ tí nha. Chắc sáng mai mình sẽ bắt cầu ở bên đó mình xem coi có cái gì bên đó nha các bạn. Đó, cái gì sáng sáng như đó, đó. Xa lắm, cái này chắc bắt cầu cũng phê đấy. Và mình đây nãy giờ đào đá đấy. Được khoảng gần 3 tấc. Gần 3 tấc cái miếng phiến này để mình bắt sáng mai bắt cầu đi qua bên kia chặt gỗ các bạn. Đây. Ok. Thì từ sáng rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đi qua bên đây mình chặt thêm gỗ để mà mình bắt cầu mình qua bên kia nha các bạn. Để mình xem bên kia nó là cái nhà hay là cái gì nha. Nhìn nó gọi là bí hiểm quá. Nó làm mình gọi là cái gì đấy các bạn ơi. Ok bây giờ mình sẽ đi chặt nha. Chặt hết đống gỗ này chắc mình nghĩ là cũng đủ để đi qua tới cái nhà bên kia rồi. Ok xem được nhiêu gỗ. Được 13 và lốc gỗ các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ hợp thành cho mình một cái bàn chế tạo cho người cái đi. Nãy mình vừa mới đánh con bé dã nhân nhặt được tí đường. Ô mình chế tạo gì ta? Chế tạo miếng phiến đi ha. Cần cái này nữa. Chắc là cũng không cần nhiều lắm đâu. Mình sẽ chừa lại một tí.
khi nào thiếu thì mình sẽ chế tạo nha. Chứ bây giờ thì mình nghĩ đá cũng sẽ đủ qua bên đó rồi, hơn một tấc luôn rồi các bạn. Đây trong đây còn tới một tấc mấy luôn này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt cầu qua bên kia. Wow các bạn ơi, bên đó là một cái nhà thiệt các bạn ơi. Mình thấy có cái nóc nhà hay cái gì mà đó kìa. Bật góc nhìn xa mà như vậy không thấy nữa. Góc nhìn gần nhất nãy giờ mình không thấy được cái nhà đó đâu. Ok, bây giờ mình sẽ bắt qua bên đó nha. Không biết có phải là cái nhà hay cái gì đó. Nhìn giống bụi lùm hơn. Nhưng mà ngoài kia mình thấy có cái nóc nhà. Ok, bắt qua thử xem sao nha. Các bạn ơi, mình vừa chơi ngu đập vào lóc dính xuống chân các bạn ơi. Hay à, bây giờ là phải chạy từ đây qua bên đó nữa rồi. Hay à, là phải chạy bộ, tiếp tục chạy bộ giảm cân các bạn ơi. Già rồi, giáo sư già rồi. Ok, cuối cùng cũng tới các bạn. Cái này thật sự đó là một ngôi nhà các bạn ơi. Cho nóc nhà nó có làm một cái gì giống như là cái khói đó các bạn. Để mình nhìn giống như ngôi nhà đấy. Để mình qua đây này. Ô, nhà cũng đẹp đấy. Nhà tuy nhỏ nhưng đẹp đấy các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ vô trong đó và mình xem cái nhà như thế nào nha. Ok, vô nhà thôi các bạn ơi, tới nhà rồi. Tới nhà thì trời cũng đã sắp tối luôn rồi các bạn ơi. Và ở đây có hai cái hũ như này. Đập luôn. Ồ, được cụm to. Ồ, đã. Rồi, không có gì hết. Ồ, nhà hai cái cửa. Ồ, có hai cái giường luôn nè. Cái này chúng ta chỉ thể mà chơi hai người thôi trong rương. Ồ, có 6 viên kim cương, đã. Việc đầu tiên chính là mình sẽ chế tạo cho mình một cái xẻng kim cương các bạn. Đây là phần thưởng của chúng ta khi đến được đây các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ giục cái bàn chế tạo đây nha. Đi ngủ luôn. Mấy giờ rồi? Bây giờ là 16 giờ. Đặt bàn chế tạo ra để mình chế tạo cho mình một cái bàn chế tạo bỏ ra đi ta. Để ngay góc này đi. Ok. Chế tạo cho mình một cái xẻng kim cương. Hết một viên kim cương và cái cuốc. Để mình xem chế tạo cái kiếm kim cương. Ô, cần sắt và hai viên kim cương. Chắc mình sẽ chế tạo cho mình một cái cuốc kim cương này luôn nha. Đó. Còn lại hai viên kim cương thì mình để mình chế tạo một cái này nha. Đó, ok. Một cái kiếm kim cương nhưng mà chúng ta cần phải có sắt. Ồ, mình quên giúp tạo cho mình một cái cuốc nha. Nhưng mà ở đây hết đá rồi. Hết đá rồi các bạn ơi. Và ngoài đây thì ồ, có cho chúng ta một cái gì đó. Để mình qua đó mình xem nhé. Gì đây? Ồ, hồ nước ha. Wow, một cái giếng nước các bạn ơi. Nhưng mà đây hơi chật hẹp. Đây thì cái khu đất hình như nó dính liền với nhau hơn các bạn. Còn kia mình bắt đầu khá là xa luôn. Còn khoảng phải nói là xa kinh. Ok. Ok thì chắc là mình sẽ tạm dừng cái tập này ở đây nha các bạn. Tập tiếp theo mình sẽ tiếp tục đi khám phá các cái hòn đảo tiếp nha các bạn. Ok, xin chào tạm biệt các bạn.